Xin chào tất cả các bác nha. Đầu tiên thì chúc các bác sẽ có những phút giây thư giãn, và đặc biệt là sẽ có những thông tin bổ ích khi xem video của em. Và như tại đây thì hôm nay em sẽ tiếp tục dẫn các bác đi thăm quán những cái vườn cà phê ở gần chỗ em nha các bác. Hôm nay thì tiếp tục là một vườn cà phê của nông trường. Nông trường cà phê 52 nha các bác. Cho em thì có nông trường cà phê 52. Các bạn thấy không? Rất là rộng luôn, đất của nông trường thì rất là rộng nha các bác. Diện tích thì bao nhiêu ha em không biết. Nói chung nông trường thì cũng có từ lâu rồi, có từ hồi năm tám mấy cơ, hồi nhà mới vào. Đây đang hơi gió nha bác, nói nó mắc gió nên hơi ổn. Rồi đi vào bên lô bên này rồi. Bữa nay cũng hơi gió nhiều các bác. Nói chung lâu lắm cho em mới có nắng luôn đấy. Nói chung là hơn một tháng nay bắt đầu bữa nay mới có một nắng một xíu. Bữa nay đã đầu tháng 12 quá. Cà này thì mới trồng lại cách đây chắc 5-6 năm thôi nhé bác. Đa số là trồng cà viện hết. Cà viện thì nó có nhiều loại lắm các. Nói chung là trong một vườn thì nó cũng có nhiều giống khác nhau ấy, chứ không phải cùng một giống đâu. Rất là nhiều giống luôn. Mấy cái giống cà viện này thì em cũng không có rõ lắm đâu các bác, bởi vì nó nhiều loại khác nhau ấy. Ở nhà thì chủ yếu là cà xanh lùn rồi. Rất là rộng luôn các bác. Cà viện này bữa nay thì vẫn đang còn xanh lắm. Vẫn đang còn xanh lè các bác. Đất thì rất là sạch cỏ luôn. Mới chín, nói chung là mới chín lác đác à. Này phải gần một tháng nữa mới hái được các bác. Rất là sạch cỏ luôn. Nói chung là nhiều giống nên em cũng không biết được là giống gì đâu. Các bác nhìn lá xem là đây là giống gì các bác. Quả thì cũng bình thường các bác. Nói chung cà này thì cứ phải 15 độ lên thì mới cho trái nó đều các bác. Còn những cái năm đầu này thì năm được năm mất. Vì cái bộ rễ nó cũng chưa phát triển được mạnh. Khi nào mà cái tán cà này nó phủ hết đất thì các bác, lúc cái bộ rễ nó mới phát triển mạnh. Đấy thì năng suất nó mới đều được. Còn bây giờ thì thường là năm được năm mất. Rồi các bác, gần cảnh thì cũng khá là ok đấy. Xem thêm ít điều nữa các bác. Điều này chắc mới trồng năm ngoái thôi, còn nhỏ. Xem thêm bơ nữa luôn. Nói chung cứ trồng cà thì cứ xem thêm ít cây ăn quả, cái điều gì đó để cho nó vừa là che mát, che bóng, vừa là cho thêm thu nhập luôn các bác. Chứ mà độc canh cà phê quá thì nó cũng hơi lãng phí đất. Rất là rộng luôn. Hôm trước thì em cũng đã đi quay mấy cái vườn cà phê ghép giống xanh lùn các bác. Nói chung ghép lại giống thì nó chuẩn hơn. Chứ còn cà viện này mỗi cây mỗi loại nó không có đều các bác, nên rất là khó chăm luôn. Với lại cà của nông trường thì chắc chắn là không chăm bài bản như kiểu là cà nhà mình được rồi. Nông trường mà. Các bác có rất là nhiều, có mấy quầy quả rất là to này. To đùng luôn các bác. Cái giống này thì em không rõ là giống gì nữa.
Trời rất là to luôn. Đây này các bác. Chung trái năm nay thì cũng không có nhiều lắm, cũng bình thường. Rồi, có trồng sen em ạ, thêm sầu riêng nữa. Sầu riêng thì cũng trồng với cà phê luôn. Nhưng mà sầu riêng mà trồng trong nông trường này thì khó chăm lắm bác. Đặc điểm của sầu riêng thì cứ phải chăm như chăm con. Nhưng mà sơ hở khoảng 15-20 ngày là hư hết giàn lá các bác. Sầu riêng khó làm lắm. Đây các bác. Bị sâu nó đục cho hư hết thân các bác. Nói chung chăm được cây sầu riêng rất là khó, cho nên là không phải dễ trồng các bác. Dễ trồng nhưng mà khó có thu các bác. Trồng thì chắc chắn là dễ rồi, dễ trồng rồi, mua về là trồng thôi. Nhưng mà đến lúc khó, đến lúc thu thì chắc chắn là hơi bị khó rồi. À, đi quay cà phê các bác thôi. Trái cũng nói chung cũng không to lắm các bác, nhiều giống khác nhau. Được cái là đất nó bằng mênh mông các bác. Rất là rộng luôn. Không có trái mấy các bạn. Năm ngoái hình như em có quay mấy lô, nhưng mà lô ở phía dưới cơ. Mấy cái lô đấy thì năm ngoái quả cũng bình thường các bác. Nói chung đang cà tơ cà nhỏ này nhỉ, quả nó không được nhiều lắm. Dàn cành cho năm sau thì cũng có đấy. Năm sau em sẽ quay lại xem mà quả có nhiều không nhé các. Trên năm nay thì hình như không quả mấy các bạn. Rồi, thỉnh thoảng lại có một cây nhiều chút xíu thôi. Còn lừa là không có quả mấy. Rất là rộng luôn các bác. Ok, chắc là video dẫn các bác đi tham quan vườn cà phê của nông trường của em chắc cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bác đã xem video rất là nhiều. Chào tạm biệt các bác nha.